chị. Để em. Chị Dương ơi, em yêu chị, em yêu chị lắm. Lại có chuyện gì à? Em vừa mới nhận được thông báo là vợ của anh Công. Làm sao? Vợ của anh Công đã duyệt bản thiết kế của chị em mình rồi. Thật á? Thật, em chắc luôn. Còn chắc, chắc hơn mất đây của bạn mất mất luôn. Ừ, thế tốt. Em đang tưởng tượng ra bộ mặt chảy xệ của lão Công Công khi phải thừa nhận tài năng của em, làm em sướng đến rung hết cả người. Dạ alo, em nghe đây sếp. Vâng, vâng, em biết rồi. Sếp. Lại có biến. Cần lâu. Dương ơi là Dương, đúng là ánh sáng của cuộc đời em, là người giúp em ngẩng cao đầu với cuộc đời này. Yêu chị. Thôi thôi thôi, kinh quá. Ngồi đây, chị ngồi. Này, chị cứ việc ngồi đây, mọi thứ cứ để em lo. Để em đi vô cho nha. Ừ. Em gửi anh ạ. À, chiều nay anh đã chuyển trước cho bên em 40% giá trị hợp đồng. Thế ạ? Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh. Thực ra nếu mà được ứng trước ý, thì sẽ rất thuận lợi cho bọn em. Đặc biệt là với những bên cung ứng vật liệu vật tư, họ sẽ làm việc tích cực hơn ạ. Bọn em nhiều khi không phải là không muốn làm nhanh đâu, nhưng với những hợp đồng có giá trị lớn như thế này hơi kẹt anh ạ. Tiền anh không thiếu, chỉ cần đảm bảo được việc thôi. Thế thì anh cứ yên tâm. Công ty em tuy hơi nhỏ, thế nhưng sẽ phục vụ hết mình để các anh còn nhớ đến và còn giới thiệu khách cho chúng em nữa chứ. Làm ăn đàng hoàng thì không bao giờ sợ thiệt cả. Dạ. Anh thấy nhiều chỗ bên ngoài thì ngọt nhạt, bên trong thì xem thường khách hàng. Khôn lỏi, chiếm được chút lợi cứ nghĩ thế là hay. Nhưng mà xét về lâu dài là tự mình giết mình đấy. Anh nói vậy ấy, là chúng em càng phải cố gắng hơn nữa đấy ạ. Bản thiết kế rất khá, đặc biệt quan tâm tới không gian riêng của từng thành viên trong gia đình. Nói thật, anh không ngờ em lại có được những người tốt như vậy đấy. Quan trọng trên sự rối rắm của anh mà vẫn nhận ra được bản chất của cái anh muốn. Anh thật là... Đấy là tại vì anh chưa tin tưởng bọn em thôi.